Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 16 tháng 2 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chính phủ đồng ý về quy hoạch chung đô thị Văn Giang tỉnh Hưng Yên đến năm 2040. Huyện Kim Động phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP. Lịch sử phổ hiến bằng tranh, công trình của các thầy cô giáo huyện Văn Lâm. Những bất cập trong giải phóng mặt bằng công trình điện xây dựng nông thôn mới. Tăng cường phòng chống cháy nổ tại các di tích. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hùng Hà ký quyết định số 86 phê duyệt quy hoạch chung đô thị Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đến năm 2040. Theo quyết định, phạm vi lập quy hoạch chung đô thị Văn Giang được thực hiện trong địa giới hành chính của huyện Văn Giang, cụ thể phía Bắc giáp huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, phía Nam giáp huyện Khoái Châu và huyện Yên Mỹ, phía Đông giáp huyện Văn Lâm, phía Tây giáp sông Hồng và thành phố Hà Nội. Quy mô lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên huyện Văn Giang gần 7.200 ha. Theo dự báo, đến năm 2040, đô thị Văn Giang có khoảng 363.000 người. Định hướng phát triển không gian phân thành 3 phân vùng, gồm vùng đô thị hóa tập trung, vùng bãi ngoài đi và khu trung tâm đô thị Văn Giang được xây dựng tại khu vực phía Nam đường Vành Đai 3,5, vùng thủ đô thuộc địa bàn thị trấn Văn Giang, xã Long Hưng. Diện tích khoảng 40 ha, trung tâm hành chính cấp xã giữ nguyên vị trí hiện nay. Về du lịch, đô thị Văn Giang phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, giá trị cảnh quan, sinh thái, môi trường. Công nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, từng bước phát triển công nghiệp công nghệ cao. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là các trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các sở ngành địa phương, đơn vị, nâng cao vai trò trách nhiệm trong công tác vận động nhân dân tham gia và đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của tỉnh. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã có gần 260.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, tăng trên 51.000 người so với cùng kỳ năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ 41% so với lực lượng lao động. Trên 236.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 1.142.000 người tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh việc tuyên truyền, phát triển đối tượng, những vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đều được ngành bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị địa phương giải quyết kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. Chỉ tính riêng năm 2022 vừa qua, Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm y tế tỉnh đã chi trên 3.250 tỷ đồng cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước những giá trị, lợi ích mang lại từ chương trình OCOP trong việc phát triển kinh tế nông thôn, từ nội lực và gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp tại địa phương, thời gian qua huyện Kim Động đã tích cực triển khai và đa dạng hóa các sản phẩm OCOP, tạo bước tiến mạnh mẽ cho các chủ thể hợp tác xã, doanh nghiệp tại địa phương. Với mong muốn khẳng định thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn trong nước, quốc tế và hơn hết là đa dạng kênh bán hàng đến gần hơn nữa với người tiêu dùng. Năm 2022, với sự hỗ trợ của địa phương, ngành chuyên môn, công ty 18 tháng 4 có địa chỉ tại xã Thọ Vinh đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia xếp hạng chương trình OCOP với bộ 5 sản phẩm. Kết quả, cả 5 sản phẩm được xếp hạng 4 sao. Do đó, doanh số bán hàng tăng lên từ 20 đến 40%. Đây cũng là sản phẩm công nghiệp nông thôn đầu tiên của huyện Kim Động tham gia đánh giá xếp hạng OCOP. Từ khi mà công ty có công nhận sản phẩm OCOP, thì sản phẩm hàng hóa bán rất chạy. Nhất là đầu năm 2023 sang xuân mới thì công nhân thường xuyên làm liên tục. Đây là cái hiệu ứng của các cái sản phẩm OCOP mà khi công ty đã được công nhận. Giai đoạn tới thì công ty sẽ tiếp tục duy trì và phát triển, số lượng công nhân tăng, sản phẩm tăng, chất lượng quý hơn vàng. Doanh nghiệp đã có những trang mạng để quảng bá sản phẩm của mình. Từ năm 2021, hợp tác xã rượu Thành Nhàn, xã Nghĩa Tân, huyện Kim Động không ngừng đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại như hệ thống chưng cất, nồi hơi và chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, bao bì để hướng đến mục tiêu tham gia đánh giá và nâng hạng cho các sản phẩm còn lại trong năm 2023. Là sản phẩm đã có thương hiệu tại địa phương, song việc tham gia đánh giá xếp hạng OCOP đã giúp cho sản phẩm thuận lợi tiêu thụ tại các thị trường cao cấp và không bị ảnh hưởng bởi các loại rượu trôi nổi trên thị trường. Chương trình mỗi xã có một sản phẩm OCOP
là một chương trình vô cùng ý nghĩa đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như Hợp tác xã Rượu Thành Nhàn chúng tôi. Tôi đưa ra thị trường, mọi khách hàng rất tin tưởng, tin dùng với cái sản phẩm OCOP của chúng tôi đã có uy tín, chất lượng như thế nào. Đến nay, toàn huyện Kim Đồng đã có 32 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên, trong đó 12 sản phẩm đạt xếp hạng 4 sao. Bên cạnh nhóm sản phẩm thuộc lĩnh vực sản phẩm nông nghiệp truyền thống của huyện như cam, chuối, nhãn, quả tươi, nhóm các sản phẩm thực phẩm, đồ uống và đồ lưu niệm, sản phẩm công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp cũng được huyện đẩy mạnh phát triển với đa dạng các mặt hàng và dòng sản phẩm cụ thể phục vụ thị hiếu của người tiêu dùng. Việc phát triển đa dạng hóa các sản phẩm OCOP đã giúp huyện Kim Động phát huy được thế mạnh của từng địa phương, không gói gọn trong một hay một vài nhóm sản phẩm, và quan trọng nhất là gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp nông thôn, phát triển kinh tế xã hội toàn diện và bền vững. Thời điểm này, tại các nhà vườn trồng hoa đào ở xã Tư Dân, huyện Khoa Châu, nhộn nhịp không khí lao động, nông dân tất bật vun tưới, tỉa cành để giúp cây phục hồi sau thời gian trưng bày dịp Tết và vụ hoa mới phục vụ nhu cầu của thị trường. Xã Tư Dân có khoảng 60 mẫu trồng hoa đào, người dân cung cấp hàng vạn gốc cành đào với giá bán dao động từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng một cây. Những cây cổ thụ lâu năm, dáng đẹp, thế uốn lượn, độc lạ, giá từ 3 đến 10 triệu đồng một cây để phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán Quý Mão vừa qua, mang lại cho người dân lợi nhuận từ 30 triệu đồng một sào một năm trở lên. Nhiều hộ gia đình thắng lợi lớn, thu nhập 1 tỷ đồng từ các diện tích trồng đào như gia đình anh Hoàng Văn Thành, ông Vũ Văn Dũng. Thời điểm này, các nhà vườn đang tích cực trồng chăm sóc hoa sau Tết. Theo đánh giá của các nhà vườn trồng đào, đây là thời điểm quan trọng để tạo ra những cây đào có thế đẹp cho năm sau. Do đó, các khâu trong quá trình trồng và chăm sóc cây đào đầu năm được các chủ vườn tiến hành tỉ mỉ, từ việc xử lý rễ, cắt tỉa cành, xử lý đất, cung cấp độ ẩm và phòng trừ một số bệnh thường gặp trên cây. Diện tích trồng đào phải đủ ánh sáng để cây phát triển tốt. Các gốc đào phải được vun cao từ 20 đến 25cm để tránh ngập úng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên phát động sáng tạo văn học nghệ thuật và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Với gần 200 hội viên, năm 2022, hội tổ chức nhiều cuộc thi, trại sáng tác văn học nghệ thuật có chất lượng, thu hút hội viên văn nghệ sĩ tham gia. Nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật đã phản ánh chân thực đời sống xã hội, có giá trị cao về nội dung nghệ thuật và được một số giải thưởng. Giải thưởng văn học nghệ thuật Phố Hiến lần thứ 5 đã trao tặng gần 70 giải thưởng tôn vinh thành quả trong lao động sáng tạo văn học nghệ thuật của các văn nghệ sĩ. Năm 2023, Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như kết nạp hội viên mới, bồi dưỡng tư tưởng, bản lĩnh chính trị cho các cán bộ hội viên, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật trong nước và quốc tế, phối hợp tổ chức các hoạt động chuyên môn lĩnh vực văn học, sân khấu, nhiếp ảnh. Với mong muốn giúp cho học sinh có thêm hứng khởi, yêu thích khi tìm hiểu về lịch sử văn hóa quê hương, các giáo viên của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm đã biên soạn truyền thể Lược sử Phố Hiến bằng tranh. Chúng tôi rất là mong muốn là biến những cái sự kiện lịch sử mang tính chất chính trị khô khan thành những cái cuốn truyện tranh gần gũi với các em hơn, quảng bá hình ảnh Hưng Yên tới tất cả học sinh, rồi người dân ở trên, không chỉ trên địa bàn của tỉnh Hưng Yên mà còn ở các tỉnh bạn nữa. Đây là động lực để nhóm tác giả gồm các thầy cô giáo tại huyện Văn Lâm tìm hiểu, biên soạn và chuyển thể cuốn Lược sử Phố Hiến bằng tranh. Nhóm tác giả đã dành hơn một năm để tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu, đi thực tế tại các di tích lịch sử, thu thập thông tin, cũng không ít lần gặp khó khăn do những dấu tích về Phố Hiến xưa không còn nhiều. Chúng tôi cũng đã dành cái thời gian nghiên cứu sâu để phát thảo lại những cái bối cảnh, mà đặc biệt là về những cái hình ảnh, rồi những cái trang phục, rồi là cả thậm chí cả về màu sắc nữa, để làm sao cho nó đúng với cái bối cảnh lúc bây giờ. Tác phẩm gồm 15 bức tranh, mỗi bức tranh đề cập đến một sự kiện trong giai đoạn hình thành, phát triển, suy tàn của Phố Hiến, được trình bày dưới dạng câu chuyện giữa ông và cháu. Nội dung được tóm lược đơn giản, văn phong bình dị, phù hợp với đối tượng trẻ em. Tập truyện đã được nhiều trường học trên địa bàn huyện Văn Lâm sử dụng thành tài liệu tham khảo trong các môn học và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo học sinh. Đề tài lịch sử Phố Hiến bằng tranh đã được các thầy cô giáo ứng dụng vào trong việc dạy học tại nhà trường, đặc biệt là trong cái bộ môn khoa học xã hội phân môn lịch sử, và có cái cuốn giáo dục địa phương Hưng Yên lớp 7 trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, và điều này cũng được các em học sinh rất là hào hứng đón nhận.
Khi em được tiếp cận với quyển lược sử phố hiến bằng tranh, những sự kiện trong lịch sử phố hiến được viết ra mô tả rõ ràng bằng tranh khiến em thấy rất thú vị và có thể học thuộc nhiều, lâu và dài, khiến em thấy môn lịch sử dễ dàng và vui vẻ hơn ạ. Với những giá trị, ý nghĩa trong hoạt động giáo dục và quảng bá lịch sử văn hóa địa phương, lược sử phố hiến bằng tranh đã đoạt giải nhì tại hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp tỉnh lần thứ tư. Hội thi không có giải nhất. Tác phẩm cũng nhận được sự góp ý của nhiều chuyên gia, độc giả và đang trong quá trình chỉnh sửa hoàn thiện để có thể ứng dụng rộng rãi. Thời gian qua, huyện Phù Cừ trích kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giao cho các đoàn thể tích cực xây dựng hố rác hữu cơ cho các hộ dân trên địa bàn huyện, góp phần làm sạch môi trường. Đến nay, huyện đã triển khai mô hình hố rác hữu cơ tại 13 trên 14 xã, xây dựng được khoảng 6.000 trên 19.000 hộ dân trên địa bàn huyện. Tiêu biểu như xã Phan Xào Nam đã xây dựng khoảng 400 hố, đạt tỷ lệ 50% số hộ dân trong xã. Xã Tiên Tiến đã xây dựng trên 800 hố, đạt tỷ lệ 80%. Xã Tống Phan đã xây dựng gần 500 hố, đạt 60%. Từng xã giao cho các đoàn thể như Đoàn Thanh niên xã, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân xây dựng hố rác cho từng hộ dân. Mỗi hố rác hữu cơ trị giá 150.000 đồng từ nguồn vốn của huyện. Rác thải như lá cây, rau cỏ, thức ăn thừa sau khi được thu gom vào hố được trộn với chế phẩm vi sinh và với nước chia theo tỷ lệ. Hố rác hữu cơ không chỉ giúp giảm thiểu rác thải sinh hoạt thải ra môi trường mà phân hữu cơ còn là nguyên liệu để người nông dân chăm bón cho cây trồng. Dự kiến đến tháng 6 năm nay, huyện sẽ tiếp tục đầu tư 450 triệu đồng để xây khoảng 3.000 hố rác hữu cơ cho các hộ dân trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, qua rà soát của ngành điện Hương Yên cho thấy, đến thời điểm này, hiện toàn tỉnh đang phát sinh gần 670 vị trí có công trình điện nằm trên đường giao thông. Các công trình này đều không nằm trong dự toán của chủ đầu tư, khiến công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ. Theo đó, đường dây hạ thế đang tồn tại trên 640 cột điện, ở lưới điện trung thế hiện còn 24 công trình và 3 trạm biến áp. Ngoài ra còn 358 vị trí khác đang có công trình điện hoạt động nhưng nằm trong kế hoạch chuẩn bị triển khai dự án đường giao thông. Được biết, hầu hết các điểm đang vi phạm giao thông tập trung tại các đường liên thôn, liên xã trên địa bàn toàn tỉnh. Đơn vị hành chính còn nhiều công trình điện chưa được xử lý, nhiều nhất là thành phố Hưng Yên còn trên 140 công trình. Huyện Kim Động và huyện Văn Lâm, mỗi huyện có 120 công trình điện. Hầu hết các công trình điện này tồn tại là do chủ đầu tư dự án đường giao thông nông thôn là các xã, thị trấn không đưa nguồn kinh phí giải phóng mặt bằng vào khi xây dựng thiết kế thi công mở rộng đường, khiến vừa chậm tiến độ nhiều công trình giao thông lại gây mất an toàn đối với người tham gia giao thông. Thời gian qua liên tiếp xảy ra những vụ cháy chợ dân sinh như chợ xã Tân Dân huyện Khoái Châu, chợ Tam Bạc thành phố Hải Phòng khiến nhiều tiểu thương điêu đứng. Công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ dân sinh luôn cần phải đề cao. Tuy nhiên, tại một số chợ trên địa bàn huyện Văn Giang còn lơ là, tiềm ẩn nhiều hiểm họa cháy nổ. Chợ Châu, xã Tân Tiến, rộng khoảng 500m2 với gần 40 tiểu thương được xây dựng từ năm 1997. Từ đó đến nay, rất ít được tu sửa. Theo quan sát của chúng tôi, chợ không có một bình xịt chữa cháy nào. Đến cả mái chợ sập từ năm ngoái vẫn chưa được tu sửa, thì làm sao có thể đầu tư đồng bộ thiết bị chữa cháy cho tiểu thương? Các phòng cháy chữa cháy ở đây chúng tôi cũng chưa được tập huấn và chưa được xây dựng hệ thống phòng cháy chữa cháy. Dù trước cổng chợ có tấm băng rôn, phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của nhân dân. Tuy nhiên, cũng như chợ Châu tại xã Tân Tiến, thì chợ Văn Giang tại thị trấn Văn Giang cũng không thấy một bình chữa cháy nào. Trong khi đó, dây điện chằng chịt, trạm biến áp ngay sát quầy bán hàng. Nhiều tiểu thương còn đấu nối điện tự phát, tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến chập điện, cháy nổ. Phòng cháy chữa cháy chợ này thì không có phòng cháy chữa cháy gì cả, đều phải tự vận động mà xếp hàng hóa. Tiểu thương của bà có được chính quyền cấp cho những cái bình chữa cháy hoặc là tập những buổi tập huấn không? Không, chả bao giờ khó cho phòng cháy chữa cháy. Hiện trạng ở đây bây giờ nếu mà phòng cháy chữa cháy thì chưa có một cái gì. Chợ nó đã quy mô đâu mà làm phòng cháy chữa cháy. Chợ Văn Giang là khu chợ dân sinh lớn nhất trong huyện, với diện tích trên 3.000m2, là nơi buôn bán của gần 200 tiểu thương. Tuy nhiên, chợ đang xuống cấp trầm trọng, đặc biệt công tác phòng chống cháy nổ gần như không có. Theo một số tiểu thương ở đây cho biết, trong những lần tiếp xúc với dân,
Ủy ban Nhân dân thị trấn Văn Tàng đều hứa có kế hoạch cải tạo lại. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa được triển khai thi công cải tạo. Nguyện vọng của ban quản lý và nguyện vọng của các hộ kinh doanh là làm sao mà nâng cấp chợ lên để cho phục vụ cái vấn đề công tác phòng cháy chữa cháy và điện đón cho nó an toàn. Tình trạng lơ là, không đủ đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy tại các chợ trên địa bàn huyện Văn Tàng đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Đề nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các khu chợ trên. Công tác phòng cháy chữa cháy được đảm bảo là yếu tố quan trọng để các tiểu thương yên tâm buôn bán. Thưa quý vị và các bạn, dịp đầu năm nhiều di tích điểm du lịch trong tỉnh Hưng Yên có số lượng lớn người đến tham quan. Vì vậy, vấn đề đảm bảo an toàn cho du khách nói chung và phòng chống cháy nổ nói riêng cần được chú trọng và tăng cường. Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, thành phố Hưng Yên thu hút đông du khách thập phương tới tham quan chiêm bái dịp đầu năm, kéo theo đó là nhiều hàng quán, dịch vụ tại khu vực di tích để phục vụ nhu cầu của du khách. Trong đó có những dãy sàn táp quầy hàng bán đồ dễ cháy như vàng hương, đồ mã, nến, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Mặc dù nhiều tiểu thương đã trang bị bình cứu hỏa, song không phải ai cũng biết cách sử dụng dụng cụ này và trong các quầy hàng còn nhiều điểm chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy. Các cái lỗi vi phạm như là để dây điện bên ngoài không đi vào ống ghe, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và công an các phường xã tăng cường công tác kiểm tra với phương châm là mỗi hộ dân kinh doanh nắm được và hiểu được công tác phòng cháy chữa cháy và tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Nhằm nâng cao ý thức và trang bị kỹ năng phòng cháy cho ban quản lý di tích, nhân viên bảo vệ và tiểu thương kinh doanh tại khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến, công an thành phố Hưng Yên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, hướng dẫn kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cách xử trí và cách sử dụng bình cứu hỏa khi có đám cháy ở trong di tích. Qua cái công tác này thì chúng tôi sẽ lưu ý về các phòng cháy chữa cháy của đền. Ngay từ đầu năm, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Khoái Châu tăng cường kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy tại các đền chùa, nơi thờ tự, các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn. Qua kiểm tra tại di tích các quốc gia đền Hóa, xã Tạ Trạch, công an huyện đã chỉ ra nhiều hạn chế trong phòng chống cháy nổ cần phải khắc phục như một số bình cứu hỏa đã hết hạn sử dụng, bình cứu hỏa đặt ở ngoài trời chưa đúng quy định, còn để nhiều vàng hương và chất dễ cháy ở trong đền. Ban quản lý đền tiếp thu và thay thế các bình chữa cháy đã không còn sử dụng được và một số cái tiêu lệnh chữa cháy, các bảng biển cấm lửa mà chưa được hoàn thiện thì sẽ khắc phục sớm những cái tồn tại đó. Yêu cầu ban quản lý khu di tích phải trang bị các phương tiện chữa cháy và được tập huấn các cái tình huống xảy ra cháy trong khu di tích và đặc biệt là các cái cửa hàng, các hộ kinh doanh ở ngoài khu di tích. Cuối năm 2022 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra một vụ cháy tại nơi thờ tự khiến hai người thiệt mạng. Công tác phòng chống cháy nổ tại di tích không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà đó còn là trách nhiệm của người kinh doanh và người dân khi đến di tích tham quan. Mỗi người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ, đặc biệt không đốt vàng mã trong khuôn viên di tích.